Nhóm công cụ tiếp theo mà chúng ta làm quen đó là ba công cụ Dog, Burn và Spong Tool, lần lượt có vai trò như sau. Dog Tool, công cụ này sẽ làm ánh sáng cho cái vùng điểm ảnh mà nó di qua. Thao tác rất là đơn giản, các bạn chọn công cụ này, sau đó điều chỉnh cái công cụ to hay nhỏ tùy ở vùng các bạn muốn di. Sau đó thì các bạn di chuột lên trên cái vùng ảnh mà các bạn muốn tăng sáng cho nó. Ở đây thì chúng ta có một số các cái tùy chọn thế này. Thứ nhất là Exposure, thì cái phần này nó sẽ cho phép các bạn là thay đổi tham số để cho cây công cụ này nó tác động mạnh hay nhẹ lên cái vùng ảnh mà các bạn thao tác. Thứ hai là di vào một vùng lâu hay mau, di một vùng nhanh thì nó tác động ít, di vào một vùng mà lâu thì nó tác động nhiều. Và cuối cùng thì có cái phần nó gọi là Range này, thì cái giải này thì nó sẽ phân ra làm 3 giải: sáng, tối và trung bình ở trong này. Bình thường thì nó sẽ để cho các bạn ở chế độ Range là Mid-tone. Đấy. Và cái Mid-tone này thì các bạn di vào vùng sáng cũng như là di vào vùng tối và vùng trung bình thì nó đẩy lên tương đối đều nhau. Đấy. Cứ di qua là nó sẽ tăng sáng. Tuy nhiên là đặc biệt là nó phân ra hai cái khu vực Shadow hoặc là Highlight. Thì khi chúng ta sử dụng công cụ này mà chúng ta di vào cái vùng Shadow chẳng hạn, thì những vùng tối được di công cụ này vào nó sẽ sáng lên nhanh hơn, nhiều hơn so với lại chúng ta di vào các cái vùng, di vào các vùng sáng hoặc là trung bình. Đấy. Đặc biệt là nó tác động mạnh vào các vùng tối nếu như chúng ta để ở cái chế độ là Shadow. Thế còn nếu mà chúng ta để ở chế độ Highlight chẳng hạn, thì khi chúng ta di vào những khu vực màu sáng thì nó sẽ làm cho cái vùng đó sáng lên nhanh hơn gấp đôi so với gì vào các vùng tối hoặc là trung bình. Đấy, thì tùy từng cái khu vực, tùy vào từng tình trạng của các mà chúng ta muốn kích sáng cái khu vực nào đó lên, thì chúng ta có thể sử dụng công cụ này như là một cái sự hỗ trợ để mà chúng ta kích sáng một khu vực nào đó lên. Tuy nhiên cũng lưu ý rằng là tương tự như công cụ của Sharp và đấy, thì chúng ta cũng có được bổ sung thêm một cái checkbox Protector. Cái này cũng tận là CS6 nó mới xuất hiện, tức là giữ cho cái sự làm sáng này nó không bị quá đà. Nếu như tôi bỏ cái checkbox Protector này đi như các phiên bản từ CS5 đổ về trước, thì có thể mọi thứ có thể đã được làm sáng đến mức độ mà chói không còn nhìn thấy cái gì như thế này. Nhưng mà nếu tôi đánh dấu Protector thì có làm sáng thì sáng, nhưng nó sẽ không bao giờ cho phép sáng đến mức độ chói mà lóa trắng như thế này. Đấy. Thì như vậy là khi mà chúng ta cần làm sáng cái khu vực ảnh nào, nhất là trong những cái trường hợp mà bị ảnh bị chụp tối này hoặc là bị chụp ngược sáng này, đấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ này để chúng ta có thể kích sáng lên cho những khu vực mà chúng ta cần làm nó sáng hơn, rõ hơn để cho nó dễ nhìn. Tuy nhiên công cụ thì là công cụ. Bây giờ chúng ta lại nói lại một số các cái thao tác khác cũng có thể thay thế mà chúng ta cũng đã từng nói rồi, chúng ta đã từng đề cập đến rồi. Ví dụ như là tôi có thể hướng dẫn các bạn cách khác như là thay đổi cái chế độ Blending Mode. Đấy. Ví dụ Ctrl G nhân bản để tạo ra một layer mới. Tất nhiên layer mới này và layer này hai layer giống hệt nhau. Tuy nhiên khi tôi chuyển đổi cái chế độ của cái layer nhân bản này sang thành Screen chẳng hạn, hoặc là một trong cái chế độ như là đây, Screen đó, hoặc các bạn có thể tìm kiếm những chế độ khác mà nó cũng làm cho cái vùng ảnh sáng lên. Đấy, thì trong này thực ra thì chúng ta có hai cái tương đối là giống nhau, đó là cái phần Screen và cái phần Line Dock. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng cái này, chúng ta làm sáng lên cái vùng nào chúng ta cần. Chẳng hạn trong cái trường hợp như là chúng ta đang muốn là kích cái bức hình chụp ngược sáng này lên. Tất nhiên khung cảnh thì không hề thiếu sáng, nhưng mà người, cái mặt người mà chụp ngược sáng ấy thì nó sẽ hơi bị tối. Và trong trường hợp này tôi muốn kích cái mặt lên, đấy, thì tôi có thể là để ở chế độ Screen. Và tất nhiên là tôi không muốn là cái hậu cảnh nó rực quá lên như thế này, thì các bạn có thể sử dụng một trong hai cách mà các bạn đã biết cả rồi đó. Một là các bạn sử dụng tẩy, các bạn xóa những cái phần mà các bạn không muốn đi đó. Tốt nhất là nên để cái gì nhỉ, cái biên CM một tí, sau đó thì tôi sẽ tẩy đi, tôi chỉ giữ lại những cái phần mà tôi muốn kích sáng, ví dụ như là cái phần mặt.
đó. Hoặc cũng có thể là chúng ta sẽ chơi theo cái võ là mặt nạ đó. Đây, chuyển sang chế độ Screen, sau đó tạo mặt nạ. Các bạn có thể dùng bút tô vẽ vào đây, che những cái phần mà các bạn không muốn đi. Đó, màu đen vẽ lên đâu thì che lên đấy. Muốn giữ lại cái phần nào thì các bạn, cái cách mặt nạ thì luôn luôn là một cách mà cho phép chúng ta làm việc linh hoạt, đúng không? Chỗ nào mà không không hài lòng không thì tô đâu tô đen hết đi, đúng không? Tô đen hết đi, sau đó thì muốn giữ cái phần nào mà cho nó sáng thì chúng ta sẽ sử dụng bút, chúng ta sửa vào đây. Ví dụ đây. Có không có? Thêm dùng nút với cái cuối cùng Mặt nạ. cái bút bút thầy thì cuối cùng cái bút thầy là tôi Bút này thôi, bút lông thôi. Bút gì cũng được, công cụ gì không quan trọng, miễn là tôi được màu mình cần và cái hộp mình cần. thầy dùng cái bút với cái chế độ là color replacement Không, bình thường này, normal. Chỉ có tô màu trắng và đen lên mặt nạ thôi mà. Màu đen là giấu đi, màu trắng là sẽ làm cho nó lộ ra. Đó. Đây, thực chất đây. Chưa thầy tô vào mặt nạ. Thầy tô vào Tôi tô vào mặt nạ mà. Tôi tô màu trắng vào mặt nạ, tôi tô đen là để giấu hết tất cả cái phần mà đã làm sáng lên, đúng không? Nhưng sáng đều này là cái tôi không cần. Tôi chỉ cần một cái kích sáng lên nhưng mà nó chỉ ở khu vực mặt này này thôi. Đó, tôi tô đen hết cả đi và tôi kích trắng lại vào cái khu vực cái mặt này, đúng không? Thế đấy là một cách đó, và cách đấy là cách thay thế cho cái công cụ gì đấy ạ, Dog Tool, là kích sáng cái khu vực mà chúng ta cần lên. Thế bây giờ là đến tiếp công cụ tiếp theo, đó là công cụ Burn Tool. Burn Tool là gì? Burn Tool là công cụ ngược lại với Dog Tool, cũng giống như là Blue và Sharp ấy đó. Một thằng thì làm nhòe, một thằng làm sắc nét, thì thằng này thì làm kích sáng, còn Burn Tool thì nó lại là gì đây, kích điểm tối, điểm sậm. Thì thao tác như sau: chọn công cụ Burn Tool và chúng ta di vào trong khu vực nào mà chúng ta muốn thao tác. Nó cũng có các cái chế độ giống hệt như là Dog Tool nhưng mà thao tác thì ngược lại, đúng không? Exposure là tham số lớn hay bé, đó. Range nó cũng có ba chế độ là Middle, Shadow và Highlight, và cái cuối cùng thì nó phụ thuộc thêm vào một thứ nữa, đó là thời lượng, thời gian mà chúng ta di lên một khu vực nó dài hay ngắn. Đấy, di càng lâu, di càng kỹ thì nó càng sẫm. Và đây, kết quả. Ví dụ, tôi di vào đây thì tôi sẽ làm gì đây nhỉ? Cho các khu vực mà tôi di vào thì nó trở nên sẫm màu hơn. Đó. Thế nếu như mà tôi chọn những cái chế độ mid-tone thì thế này, shutdown thì di vào những khu vực mà tối màu thì nó sẽ làm tối nhanh hơn so với các khu vực sáng. Và ngược lại, nếu như tôi chọn gì đây, highlight thì tôi di vào các khu vực sáng nó sẽ làm tối đi nhanh hơn các khu vực bình thường hoặc là tối. Và nó cũng có cái chế độ Protect để đảm bảo rằng là có biến nhưng mà nó không đến mức độ gọi là biến đến mức độ không nhận ra. Ví dụ tôi tắt cái này đi mà tôi di vào cái mặt này chẳng hạn, hoặc di vào bất cứ chỗ nào, có thể nó sẽ tăng cái độ tối lên đến mức độ mà đen kịt ra hoặc chúng ta không còn nhìn thấy cái gì nữa. Thì nên để cái chế độ Protect tông. Đấy. Exposure thì làm đến đâu thì điều chỉnh hợp lý đến đấy. Thế còn vào các cái khu vực sáng hay tối thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là chọn chế độ highlight hoặc là shadow hoặc là midtone. Thì đó là công cụ ngược lại với công cụ Dog Tool và công cụ Burn Tool, là sẫm các vùng ảnh mà công cụ này di qua. Thế còn cuối cùng trong cái nhóm mà ba công cụ này thì chúng ta còn có một công cụ nữa gọi là công cụ Spoon Tool. Công cụ này nó không điều tiết về cái độ tăng độ sáng hay là tăng độ tối mà nó lại điều tiết về các giá trị màu. Trước khi nói về cái này thì chúng ta giải thích một chút về các khái niệm liên quan tới màu. Vì màu thì nó là một cái khái niệm nó tương đối phức tạp hơn so với việc là sáng hay tối. Màu sắc thì để các bạn nhận biết được màu sắc thì các bạn cần phải có ba yếu tố: mắt, vật quan sát và ánh sáng. Đấy, phải có đủ ba cái tham số đó, nhưng trong đó thì có những tham số biến nhiều, tham số biến ít và có những tham số có thể coi là không biến.
Đấy, ví dụ như cái vật mà chúng ta quan sát thì chúng ta tạm thời có thể coi như nó không biến. Đó. Mặc dù về mặt nào đó thực chất thì nó cũng vẫn có thể là nó đang bị lão hóa, nó cũng đang bị thay đổi gì đấy, nhưng là cái tốc độ đấy và cái sự biến đổi đó coi như là không. Đấy. Thế nhưng mà có hai yếu tố biến rất là rõ, đây là mắt người có thể nhắm hoặc mở, có thể mở to trợn trừng hay là mắt lim dim. Thế thì cái mắt to nhỏ khác nhau thì nó cũng nhận thức hình ảnh nó cũng khác nhau một chút, nhưng điều tác động nhiều nhất tới nhận thức về một đối tượng cũng như về màu sắc của nó là nguồn sáng. Một đối tượng được quan sát dưới ánh sáng ban ngày thì khác nhận thức về màu, nó khác với ánh sáng nhập nhọạng buổi tối, đúng không? Ánh sáng ban ngày thì khác với lại ánh sáng trong nhà bằng ánh đèn. Ánh đèn kiểu đèn dầu nó khác, nến nó khác, đó, đèn tuýp nó khác, đèn sợi đốt nó khác, và kết hợp các đèn với nhau thì nó cũng sẽ cho ra kết quả khác. Thế do đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái yếu tố mà tác động lớn nhất tới sự nhận thức về màu đó là nguồn sáng và cường độ sáng. Thế thì khi mà chúng ta quan sát một cái đối tượng nào đó vào những thời gian khác nhau, chúng ta có thể nhận thức màu nó cũng thay đổi khác nhau tùy theo cái thời điểm mà chúng ta quan sát với cái nguồn sáng nó đang ở cường độ như thế nào. Lấy ví dụ như là các bạn quan sát một cái gì đó, tôi thường lấy ví dụ là một cái bụi hoa trước cửa nhà các bạn đó. Đấy. Một thời điểm tinh mơ mờ đất mà các bạn dậy buổi sớm, các bạn đi tập thể dục thì các bạn thấy mọi thứ mờ vào, và các bạn cũng có thể là thấy một chút mờ, nhưng mà lúc đấy thì nó phớt phớt nhẹ nhẹ, gọi là không rõ ràng lắm. Thế nhưng mà vẫn cái bụi hoa đấy, vẫn cái bụi cây đó, nếu mà buổi trưa nắng vỡ đỉnh đầu, nắng gắt, thì các bạn sẽ thấy rằng là lá rất sẫm, hoa rất màu sắc, rất là sặc sỡ. Thế vào buổi tối, tí nữa các bạn về chẳng hạn, mà cửa ngõ lại không thắp đèn, các bạn sẽ chỉ thấy một đống đèn lù lù, không thấy màu sắc gì cả. Đấy, thế thì như thế là chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng là với cùng một cái vật, với cùng một đối tượng ấy, mắt của chúng ta đó, nhưng khi quan sát vào những thời điểm khác nhau với cường độ ánh sáng, nguồn sáng khác nhau thì nó sẽ tác động tới nhận thức về màu rất là rõ. Đấy, thì cái công cụ này nó sẽ mô phỏng một cái dạng tương tự như thế, tức là thay đổi cường độ ánh sáng để nhận thức về màu nó trở nên rực rỡ hết độ hay là nó nhạt đi hết độ. Ví dụ bây giờ tôi xem thử một cái ảnh khác đó. Đây, ví dụ một cái ảnh như thế này, tôi chọn công cụ spong này, khi mà tôi di qua đâu đó thì tôi sẽ chọn một trong hai cái chế độ, hoặc là desaturate hoặc là saturate. Saturate là để làm rực rỡ hết màu lên đến hết độ, còn desaturate thì ngược lại là làm cho màu nhạt dần, giống như ánh nắng, ánh sáng nó cứ yếu dần, và đến lúc mà tắt nắng thì có khi chúng ta sẽ không nhìn thấy màu nữa. Và các bạn quan sát đây đó, để chế độ saturate chẳng hạn, tôi tăng cái kích thước lên và tôi đồng thời tôi tăng độ cứng lên để nhìn cho nó rõ nhé. Này, bây giờ nửa một nửa tôi sẽ sử dụng saturate. Đây là kết quả đó, nó sẽ rực lên đến hết độ. Nhưng nếu như bây giờ tôi để ở chế độ desaturate, đây, Ctrl Shift Y đảo ngược, tôi chọn sang bên này, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ đi theo hai cái màu. Bên áp dụng saturate rực lên, một bên là để saturate thì nó sẽ bị mất màu đi. Đấy, hoặc kể cả như cái ảnh này chẳng hạn, mà chúng ta có thể đưa giả nó về ảnh gốc. Đây, để saturate này mất màu này đó, trong đó nếu tôi để saturate rực cái này
càng di kỹ thì nó càng rực lên, cũng như là ánh nắng chiếu càng gắt, chiếu càng mạnh thì nó càng rực lên. Thế đấy là những cái cách để mà chúng ta có thể là hiệu chỉnh về màu sắc. Tất nhiên là cái này thì công cụ thì dùng thế thôi, trong một số trường hợp nhất định thì chúng ta cũng có thể là sử dụng nó như là một cái sự công và cái ảnh. Đấy, ví dụ như là tôi muốn cho cái vùng nào nó được nhìn kỹ hơn thì tôi có thể làm cho màu chỗ đấy nó rực lên một tí chẳng hạn, trong khi các chỗ khác tôi có thể đánh nhẹ cái điện sơ lát để cho nó nhạt bớt màu đi, thì nó sẽ phân ra là cái chỗ nào chính, cái chỗ nào phụ. Đó, chỗ nào muốn người ta nhìn vào thì mình làm cho nó căng lên, chỗ nào muốn cho người ta lơi đi thì mình sẽ làm giảm những cái độ tương phản của màu sắc. Đấy, ví dụ như thế. Thế còn sẽ có rất là nhiều phương pháp khác mà chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái hỗ trợ khác. Ví dụ như là trong này, đấy là công cụ thôi. Công cụ thì nó làm việc theo vùng và chúng ta sẽ phải di chuột vào những cái chỗ chúng ta muốn. Thế còn chúng ta có thể làm việc bằng những cách khác. Đây, trong bài này chúng ta có thể giới thiệu theo kiểu khác. Trong email, đúng không? Phần adjustment này thì thay vì việc là sử dụng công cụ, chúng ta có thể sử dụng một số thứ. Nó có thể là rộng hơn, mạnh hơn. Ví dụ như là brightness, contrast chẳng hạn. Đấy, tôi có thể tăng độ tương phản cao lên. Thì cái này hơi giống như là gì đây nhỉ? Hơi giống như là cái công cụ sharp, đúng không? Độ tương phản cao, ánh sáng cao. Đấy, brightness là tăng sáng, contrast là tăng gì đấy, độ tương phản. Tương phản cao lên thì trông nó cũng sẽ sắc nét hơn. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái này thay thế cho cái công cụ gì đấy, sharp tool. Đó, hoặc là gì đấy, ở trong này nó có thêm cái công cụ gì đấy, dark tool. Đó, làm sáng. Đấy, thì có thể là làm cả mảng lớn hoặc là cũng làm trong một vùng trọng. Đấy, thì các bạn vào email và adjustment và các bạn vào brightness contrast. Đấy, brightness tăng sáng, giảm sáng. Đó, và contrast tăng tương phản, giảm tương phản. Cái này thì nhìn trực quan thôi, nhìn cho đến khi nào các bạn cảm thấy hài lòng thì các bạn sử dụng xong thì nhấp ok, chấp nhận tình trạng của nó. Đấy, hoặc là để điều chỉnh thì ra cũng còn có nhiều cái nữa. Tất cả những cái lệnh này thì nó đều nằm ở trong cái nhóm lệnh email adjustment, và cái này nó sẽ cho chúng ta các phương pháp thay đổi màu sắc cũng như là độ tương phản và sáng tối để tác động lên cái bức ảnh. Đấy. Ngoài ra chúng ta có những cái lệnh như ví dụ như level, hiệu chỉnh sáng tối. Thực ra thì nó sẽ nằm ở một khái niệm nó gọi là điểm sáng nhất hay điểm tối nhất của bức ảnh. Khi nào mà cái giá trị này nó hài hòa cân bằng thì chúng ta sẽ có một cái bức ảnh tốt. Đấy. Còn các tham số này mà không hợp lý thì bức ảnh nó có thể sẽ có vấn đề. Một cái bức ảnh tốt thì ít nhất là nó sẽ có cái sơ đồ như thế này, lệnh level hoặc là control L này, nó sẽ đưa ra một cái phương pháp xử lý hết sức là đơn giản như sau. Các bạn quan sát ở trên cái sơ đồ này, chúng ta có ba con trượt, một con trượt đầu bên trái, một con trượt đầu bên phải và một con trượt ở giữa. Đầu trái là đại diện cho giá trị tối nhất của bức ảnh, đầu phải là đại diện cho giá trị sáng nhất của bức ảnh. Ở giữa này là midtone, là để điều chỉnh cái giá trị giữa cái giá trị sáng nhất và tối nhất của bức ảnh. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ sáng tối chung của bức ảnh để cho nó nhìn rõ hay không rõ. Đấy, thì ví dụ thay vì sử dụng công cụ thì chúng ta có thể hiệu chỉnh bằng cách như thế này. Đó, tăng sáng, giảm sáng, tăng tối, giảm tối, và điều chỉnh quan hệ giữa hai cái phần đó. Thực ra ảnh này thì không thiếu sáng cũng không thiếu tối, mà tương quan giữa sáng và tối chưa hợp lý. Đấy, và nó sẽ làm cho một số vùng khó nhìn. Chúng ta có thể điều hiệu chỉnh bằng cách như thế này. Đó, để chúng ta tăng giảm, chúng ta điều tiết trông cho nó rõ ràng hơn. Hoặc là tôi có thể lấy một cái bức ảnh khác tệ hơn. Bức ảnh này thực ra là trong trường hợp này là không hề thiếu sáng cũng như tối, chỉ có là điều tiết hợp lý giữa hai cái giá trị thôi. Nhưng một cái ảnh tệ, ví dụ các bạn quan sát những ảnh này nhờ nhờ đó, ví dụ email adjustment level, trong trường hợp này thực ra là thiếu cả sáng thiếu cả tối trầm trọng. Một cái sơ đồ mà các bạn nhìn thấy là những cái con trượt mà điều chỉnh
cái giá trị sáng nhất và tối nhất nó đều nằm rất xa cái sơ đồ sáng tối này. Thế thì chúng ta có thể là gì đấy, tăng độ sáng lên đó, cho ít nhất là phải kéo nó vào chân cái sơ đồ này đó. Thằng này thì ít nhất cũng phải vào đây để cho nó lấy cái độ đậm, và sau đó thì điều tiết cái tương phản giữa sáng và tối cho nó hợp lý, để cho chúng ta có thể quan sát được một cái sản phẩm này nó rõ ràng hơn. Đấy. Có hai cách, cách này là cách đơn giản, đó là quan sát trực quan và kéo cái con trượt vào trong các phạm vi điều khiển của cái sơ đồ. Thế còn một cách nữa thì người ta có thể làm như thế này. Đây, nếu các bạn muốn mà điều chỉnh lại một cách khác, các bạn nhấn Alt với tôi nhé. Thì cái lúc nào mà các bạn muốn hủy thì thường là các bạn phải cancel, đóng nó lại đó. Sau đó thì lại mở ra để chỉnh theo một cái phiên khác. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian thì các bạn có thể nhấn Alt. Cứ có nút cancel này thì các bạn nhấn Alt thì nó tạm thời nó sang thành nút reset. Và bấm vào một cái thì hộp thoại vẫn mở, nhưng mà nó đưa hết tham số về cái tham số lúc đầu tiên chưa chỉnh, để cho chúng ta đỡ một công đóng vào rồi lại mở ra. Đấy, thì thao tác có thể là sử dụng thế. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy là có ba cái ống hút màu, lấy các cái giá trị được thiết lập cho là sáng nhất, tối nhất và trung bình ở trong này. Ví dụ tôi thiết lập một điểm gọi là tối nhất, tôi có thể chỉ định đó, đấy là gọi là điểm đậm, lấy điểm sáng nhất đó. Thế còn điểm trung bình thì tôi có thể chỉ định một cái đoạn nào đó gọi là trung bình. Bằng cách như thế này thì tôi có thể điều chỉnh để cho cái bức ảnh nó trở nên là như thế này, hợp lý hơn. Đấy. Thường thì bao giờ cũng phải chỉnh điểm sáng điểm tối trước. Đấy, sau đó thì chỉnh cái giá trị trung bình thì chúng ta sẽ làm cho nó hợp lý hơn. Đấy. Thế nhưng cái này nếu mà chỉnh mà sai thì nó sẽ dẫn tới những thứ rất buồn cười. Ví dụ đây được gọi là sáng nhất này thì nó sẽ ảnh hưởng, hoặc đây gọi là, đây gọi là tối nhất này, hoặc đây gọi là sáng nhất này, ví dụ. Đấy. Cho nên hiệu chỉnh thì nó phải đúng. Trừ phi các bạn muốn tìm một cái hiệu ứng nào đấy phá cách đi, đấy thì các bạn có thể sử dụng cái này. Và chỉ định cách lung tung thì nó sẽ ra những cái biến thể rất là dị của bức ảnh đấy. Còn cách dùng một cách đơn giản nhất thì nên cứ làm một cách đơn giản như này thôi, kéo con trượt vào chân của sơ đồ, sau đó thì điều tiết giả giảm thêm cái độ gọi là ưu tiên cho cái thằng nào hơn một chút thì để điều chỉnh, nó sẽ dẫn tới một cái tham số mà nó sẽ cho chúng ta một cách nhìn nó tối ưu nhất. Sáng tối đủ, tương phản đủ thì mọi thứ nó đều rõ ràng. Đấy, thì đấy là một cách để mà chúng ta có thể là hiệu chỉnh cho một bức ảnh. Đây các bạn nhìn rõ ràng các bạn, trước và sau nó là như hai bức ảnh khác nhau, đúng không? Khi mà chúng ta hiệu chỉnh sáng tối thì chúng ta có thể làm thế. Hoặc là có một số thứ nữa, ví dụ như là chúng ta vừa nãy là chúng ta có nói về cái độ bão hòa màu, đúng không? Bão hòa màu thì nó nằm ở trong cái lệnh này. Thực chất bản chất nó nằm ở trong lệnh này, Hue Saturation. Đấy. Hue Saturation thì cái hộp thoại này là một hộp thoại mà nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh về tất cả về màu sắc, tông màu, độ bão hòa màu cũng như là sáng tối. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có ba cái con trượt. Một con trượt là Hue giúp chúng ta là gì đấy, thay đổi tông màu. Kéo con trượt này nó sẽ cho chúng ta thay đổi tông màu của bức ảnh. Đó. Saturation nó sẽ làm cho màu rực lên đến hết độ, hay là nếu tôi kéo xuống đây thì nó sẽ cắt hết các giá trị màu đi. Kích kim sang bên trái là sẽ thành đen trắng, không còn màu nữa. Còn kích kim sang bên phải là sẽ làm cho màu rực lên đến hết độ, có thể. Đấy. Thế còn Lightness thì dễ rồi, đó là tăng sáng hay giảm sáng. Đấy. Thì thực ra thì đây là cái gần như là cái công cụ tổ, công cụ gốc của cái việc hiệu chỉnh màu. Đấy. Và chúng ta sẽ có một cái một cái biến thể nữa như thế này. Khi mà tôi kéo thì nó sẽ tạo ra những vùng tương đối khác nhau. Ví dụ trời này, cây này,
vẽ cát này. Ảnh này thì vẫn còn tương đối là giống nhau, để tìm một cái ảnh nó phân ra làm những cái tông màu khác nhau một tí đi. Đây. Trời này là một tông như đúng không? Cái màu xanh xanh này của cái này là một tông, áo rồi thì cái thân thân thuyền này là một tông. Khi tôi kéo con trượt này thì có thể tông màu khác nhau nhưng nó vẫn phân ra làm các khu vực tương đối rõ. À. Thế nhưng nếu như mà chúng ta đánh dấu cái colorize này thì khi tôi kéo con trượt này thì nó vẫn biến đổi tông nhưng mà không phân thành nhiều vùng nữa. Nó sẽ cắt tất cả những cái màu riêng của cái sắc riêng của từng khu vực mà lúc này nó nhuộm thành một tông thôi. Đấy. Cái này vẫn thực hiện cái nhiệm vụ là làm bão hòa màu, màu cho rực tên này, màu cho nhạt đi. Cái này vẫn làm để đợi tăng sáng hay giảm sáng. Cái này thì vẫn làm thay đổi màu. Tuy nhiên đánh dấu của colorize thì nó sẽ khác biệt so với lại cái không colorize. Không colorize nó vẫn phân ra làm nhiều khu vực sắc độ khác nhau, khu tông màu khác nhau. Đấy, ví dụ đây đây là khác, cát này là khác, đó, thân thuyền là khác, trời là khác. Nhưng mà nếu mà colorize thì tất cả đều về một tông. Đấy, còn tông nào thì tùy, tùy chúng ta điều chỉnh. Đấy, và độ bão hòa như thế nào thì chúng ta có thể là điều chỉnh riêng như thế này. Có thể làm việc trên một cái vùng lớn hoặc có thể làm trong một cái vùng. Ví dụ chấp nhận làm việc trong vùng chọn, không vùng chọn đều được cả. Đấy là những cái lệnh mà chúng ta có thể là sử dụng để chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng về sáng tối tương phản, thay đổi tông màu. Hoặc đây, trích từ cái lệnh đó ra thì các bạn có một cái lệnh như thế này, đó là lệnh desaturate. Lệnh desaturate thì bấm một cái là nó sẽ cắt sạch màu đi. Thực ra thì nó vẫn không phải là grayscale, vẫn không phải là ánh sáng, mà nó vẫn là RGB, tức là ảnh có màu. Nhưng giá trị gốc màu là nó sẽ giống như là cái thao tác mà chúng ta vào image adjustment và chúng ta chọn hue saturation, chúng ta kéo cái gì đấy, contrast saturation về kịch kim bên trái. Thế nhưng mà nó thay cho việc là phải vào mấy cấp mới tạo được cái thao tác này, thì nó trích ra ngoài, nó làm thành một cái ảnh luôn, làm thành một cái lệnh rồi, bấm vào đấy là tự động nó sẽ cắt hết cả giá trị màu đi. Đấy. Hoặc có một cái lệnh như thế này, nói luôn về màu và một số thứ luôn nhé. Vừa nãy là công cụ, bây giờ tôi nói về màu luôn và mang tính lệnh luôn. Đây. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ có một số cái công cụ, thì chúng ta có công cụ là replace, đó, để chúng ta thay đổi màu. Đây, ví dụ công cụ này, color replacement tool, thì thay đổi màu cũng được nhưng mà chúng ta phải tô vào cái vùng nào chúng ta muốn đó. Theo cái lệnh này thì nó lại làm việc theo một cách hơi khác một tí. Image adjustment, ví dụ như duplicate color, các bạn sẽ thấy là tôi sẽ có một cái hộp thoại mà nó sẽ có hai cái tùy chọn, một là image, hai là selection. Image thì nó sẽ cho chúng ta hiển thị toàn bộ cái hình ảnh thu nhỏ của hình mẫu, còn selection thì nó hiển thị cho chúng ta cái khu vực sáng và tối. Ví dụ bây giờ tôi muốn đổi màu áo của bé chẳng hạn, tôi chọn. Đấy. Và nó sẽ cho phép tôi chọn rộng ra bằng cách là lấy thêm công cụ dấu cộng. Bằng cách bấm như thế này thì tôi có thể đổi tất cả những cái màu nào mà có tính chất cùng giống nhau sang thành một chất màu khác. Sau khi mà chọn xong thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái chỗ nào mà được chọn cùng nhau thì nó sẽ thành màu sáng. Và sau đó thì các bạn lại gặp cái con chuột Hue Saturation Lightness này. Ví dụ như là các bạn nhìn này, tôi có thể đổi tất cả những cái màu này sang thành cái tông khác chẳng hạn. Đấy, và bằng cách là kéo con chuột Fujinis này thì tôi có thể là làm cho cái vùng chọn nó được mở rộng, nó mềm mại hơn. Đấy. Ví dụ như thế, chúng ta có thể tìm một vài cái ảnh mà nó chất lượng nó tốt hơn một tí, màu mè nó rõ ràng hơn một tí. Đây, ví dụ như cái ảnh này, thay sắc trời nhé, hoặc là thay màu cho cái con thuyền nhé. Image adjustment. Đấy, ví dụ như replay color, thay màu thuyền nhé, kích này. Đấy, sau đó lấy
công cụ cộng chọn tất cả những cái sắc đỏ khác nhau ở các vùng khác nhau của thuyền cho tới khi nào mà chúng ta chọn được hết đó, nó sẽ hiện lên thành một cái vùng được điểm sáng như này. Sau đó thì rất là đơn giản, các bạn chỉ việc là kéo cái Fujinis này cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy là chuyển hết được màu cho cái con thuyền này. Chỗ nào mà thấy vẫn chưa được hết thì các bạn có thể sử dụng cái này, các bạn kích chuột vào cho tới khi nào các bạn chọn được đủ hết các màu đó. Sau đó thì các bạn kéo chuột cho tới khi nào mà đổi được màu cho cái thuyền. Ví dụ đang từ thuyền đỏ có thể sang thành thuyền tím đó. Xanh, vàng, ví dụ như thế. Hoặc trời này tôi muốn làm thành một cái trời khác. Image Adjustment, Triplet Color, chọn trời này. Đấy. Lấy thêm, hoặc có thể tăng cái Fujinis này để cho những cái chỗ mà có sắc tương tự như thế nó sẽ được chọn. Sau đó ví dụ như là xuống sắc khác này, ví dụ sang trời tím này, trời đỏ này. Ví dụ thế thì chúng ta có thể là đổi sắc cho những cái khu mà chúng ta cần tương đối là nhanh, mềm mại. Tất nhiên là cái cách này thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ thấy là có vẻ giống giống như là cái cách chúng ta sử dụng cái công cụ nào đó để tạo vùng chọn Magic Wand chẳng hạn, hoặc Quick Selection chẳng hạn. Sau đó chúng ta vào Hue Saturation, chúng ta kéo con trượt. Nhưng thực ra thì cái cách mà lấy theo giải màu theo cái range này của chương trình nó sẽ mềm mỏng hơn và nó sẽ mượt mà rất nhiều so với việc là chúng ta sử dụng công cụ chúng ta tự chọn một cách thủ công. Đấy. Đấy là một cách. Đấy, ngoài ra chúng ta còn có một số các lệnh nữa cũng rất là đặc biệt về hiệu chỉnh màu hoặc ánh sáng. Ví dụ như Image, trong này chúng ta có một cái lệnh nó gọi là lệnh Selective Color, nó cho phép chúng ta hiệu chỉnh cho một cái vùng nào đó mà chúng ta hiệu chỉnh theo cái màu mà đang được chỉ định ở trong này. Ví dụ ở đây đang đặt mặc định là Rest chẳng hạn, các bạn sẽ thấy rằng là ở trong này rõ ràng nhất Rest chỉ có cái thuyền này thôi. Đấy, ví dụ thế, tôi muốn thay đổi màu của cái thuyền, tôi có thể xử lý gần như là không phải tạo bất cứ một vùng chọn gì cả, tại vì nó sẽ chọn theo cái gì này? Vùng nào nhiều đỏ thì nó sẽ chỉnh cái vùng đó, còn vùng khác nó kệ. Ví dụ này, đó, rất nhanh tôi có thể hiệu chỉnh được cái này sang thành cái thuyền tím như này, không cần mất công chọn lựa hoặc là tạo vùng chọn hay bất cứ cái gì. Thế và kết hợp giữa những cái này thì chúng ta phải có một cái lệnh mang tính rất là tổng hợp như sau. Các bạn quan sát, chúng ta còn có một cái lệnh như này nữa. Lệnh này là lệnh sinh sao đẻ muộn. Nó có từ thời phiên bản CS2 thì mới bắt đầu có. Đó là cái lệnh Black and White. Nghe thì các bạn sẽ bảo nếu thế thì chắc là nó làm cho một cái ảnh thành đen trắng. Đó, sẽ tương đương với cái lệnh gì đây nhỉ? Đây có mấy lệnh có thể làm được cái điều đó. Đó. Một là mode chuyển từ ảnh có màu sang thành grayscale. Ảnh này nó sẽ cắt tất cả giá trị màu đi, nó chuyển sang một hệ khác thì nó không còn màu nữa. Đấy là một kiểu đó. Thế còn nếu mà vẫn giữ là ảnh màu nhưng mà lại muốn cắt màu đi thì đây, vừa nãy chúng ta đã nói rồi, Hue Saturation, đúng không? Kéo kích kim cái này rồi bên trái, hoặc nhanh hơn thì Image Adjustment để Saturate cũng sẽ có hiệu quả như thế. Thế nhưng mà thằng này thì nó lại cung cấp cho chúng ta một cái bài toán phức tạp hơn. Image Adjustment Black and White. Đấy, nhìn vào thì nó cũng sẽ có, đầu tiên là có giá trị như này. Nếu mà tôi đánh dấu vào tanh thì lúc này các bạn lại thấy và có vẻ giống như là cái lệnh Hue Saturation mà lại đánh dấu vào phần Colorize thì ảnh một tông màu nào đó. Thế nhưng ngoài ra thì nó còn hỗ trợ chúng ta một loạt những cái màu ở phía trên này: Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, Magenta. Hơi hơi giống như là cái Selective Color. Nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề là tăng giảm sáng tối cho một vùng đó. Ví dụ
cắt màu chúng ta làm bằng các lệnh khác dễ. Chuyển màu một tông này chúng ta dùng các thứ khác cũng dễ. Nhưng một tông rồi mà lại còn điều chỉnh cho vùng đó sáng lên tối lên so với cái gốc thì nó lại hơi khác. Ví dụ tôi muốn cái thuyền sáng lên, tôi có thể điều chỉnh được. Vì sao? Đây là res, đây là res. Đặc biệt chỉ có vùng này là có res thôi, đúng không? Res rõ ràng. Và res ngả sáng hay là res gì đấy ngậm tối thì chúng ta có thể điều chỉnh cái này để tôi có thể tích cái sáng tối của một cái vùng màu gốc nào đó lên. Thì lệnh này thì các cái thao tác cũ là không làm được. Cái thao tác vừa nãy tôi đã giới thiệu các bạn thì không làm được, đúng không? Nhưng chúng ta lại có thể dễ dàng làm chuyển tông màu. Đấy. Và đồng thời là kích sáng, giảm tối một cái khu vực nào đó. Ví dụ thay vì cái này, tôi lại muốn làm trời sáng lên cơ. Trời sáng lên thì nó lại phụ thuộc vào cái này. Đó. Vùng trời mà, vùng trời thì màu cyan nhiều. Ví dụ như thế, thì tôi có thể di dịch cái này. Hoặc nếu như cây chẳng hạn, tôi lại có thể là gì đây? Làm cho cây với cỏ là chủ đạo về tông green thì tôi có thể kích sáng lên như thế này. Ví dụ đấy. Thì chúng ta có thể hiệu chỉnh nó mang tính chất là chủ động hơn, can thiệp sâu hơn vào trong sáng tối của từng khu vực màu. Đấy. Thì đấy là một vài lệnh mà giúp cho các bạn có thể là hiệu chỉnh đấy, thay thế cho cái công cụ mà chúng ta vừa nói. Công cụ thì nó cũng rất tốt ở cái góc độ gọi là can thiệp chi tiết vào trong một khu vực nào đó. Thế nhưng mà nói cho cùng, công cụ thì vẫn là làm thủ công. Và thường là cái làm thủ công đấy thì nó có những cái phần mà không khớp được giữa cái vết nọ vết kia. Đấy, cái chỗ chúng ta di chuột vào và chỗ chúng ta không di chuột thì nó sẽ tạo ra những cái vết tách bạch tương đối là rõ. Thì chúng ta sử dụng những cái lệnh ở trong cái nhóm lệnh image, đó là adjustment, như là chúng ta vừa mới nói brightness contrast level, đó hue saturation black and white, rồi thì desaturate reflect color, selective color, một số lệnh đó nó sẽ giúp cho chúng ta hiệu chỉnh màu sắc tương đối nhanh và dễ dàng mềm mại. Đấy, thì hôm nay chắc là giới thiệu tạm với các bạn đến đó. Các bạn sẽ thử lấy cái này hiệu chỉnh lại màu sắc ở trong các cái ảnh của mình xem.